Ok, hello các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Galaxy của mình. Thì chúng ta lại chiến tiếp tục với series ARK của mình nha các bạn. Tuy nhiên á thì trước khi chơi á, các bạn thử xem cái đồ họa của cái game mình á. Hình như là nó bị tái tái hơi đúng không? Cái màu nó kiểu mà nó bị đậm hơn các bạn. Hay là do mình kiểu thức đêm quá cái con mắt của mình nó bị kiểu mà nó bị lỗi ta. Sao mà nãy giờ mình vào game các bạn, mình thấy kiểu mà đồ họa trong game mình nó cứ cái màu nó cứ bị sậm sậm kiểu gì á. Nó nhìn khác hơn so với ban ngày á. Cái này do con mắt mình hay là không biết là do đồ họa trong game đó mà nó tái tái nó đậm đậm kiểu gì á. Nó đậm so với thường ngày á. Đâu bạn nào xem video thử kiểm tra thử có phải là mấy con thú này nó đậm hơn so với thường ngày không? Kiểu này là chắc mình nghĩ là do cái cạc đồ họa của mình đó. Nó sắp sửa đi rồi. Kiểu mà nó sắp sửa già các bạn. Nè, rõ ràng là cái áo nó đậm đen so với thường ngày đúng không? À, đây đây. Cái này thì mấy bạn nào thấy cảm giác khác gì đó các bạn bình luận ở phía dưới cho mình biết ha. Hoặc là có thể là một là do cái cạc đồ họa của mình đó, hai là do con mắt của mình nó bị lỗi rồi. Thức đêm nhiều quá. Đúng là nãy giờ vô mình cảm giác nó kiểu mà nó đậm đậm kiểu gì á. Thì trong video này chúng ta sẽ chiến tiếp với cái series ARK của mình nha. Đi tìm cái con khủng long mạnh nhất ở trong cái series game của mình. Để coi coi mình sẽ gọi lại cái con gấu bắc cực nha các bạn. Để có hơi nhiều bạn fan nói với mình là anh game offline quên cái con gấu rồi. Để coi coi à. Mình sẽ gọi con gấu ra. Đâu rồi, con gấu bắc cực đâu rồi? Nó bị kẹt trong này. Hiện tại bây giờ trong cái bản game của mình đó các bạn, cái con cừu địa ngục đang là cái con có cái sức mạnh cao nhất ha. Tiếp theo là cái con khủng long Gigant Bionic đó. Rồi tiếp theo là tới cái con Gigant đột biến mình bắt ở tập trước nè. Rồi cái con khủng long này, con Bionic T-Rex đó. Mấy con này là nói chung là đam khá là cao á. Rồi tới cái con này Dominus. Ủa không phải chứ, con này mới đúng nè. Dodoret đó bạn, Flame Dodoret. Nhưng mà nói chung là mạnh nhất là vẫn là cái con cừu á. Rồi đây con gấu bắc cực test lại rồi. Nhiều bạn nói với mình là con này cũng mạnh mà kiểu mà mình có chăng rồi quên đèn các bạn. Có mấy con kia cái mình bỏ em gấu bắc cực này. Giờ lấy test test lại thử ha. Con này hình như là mình nhớ mấy cái tập trước là mình quánh tới 3-4 triệu đam lận. Để test lại. Rồi, qua bên khu Thảo Nguyên đi nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình rất là cần một cái con nào đó có cái khả năng quánh đam á, nó cao á. Hơn so với cái con cừu địa ngục. Tại vì con cừu địa ngục thấy quánh vậy nhưng mà cái cách di chuyển đó các bạn. Con cừu địa ngục di chuyển nó tù quá. Mình cần kiếm một con khác. Ta thử ai. 2 triệu 7 đam cũng được các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình quay video này đêm hơi khuya các bạn. Nhưng mà nãy mới like trên Nono Live xong á, nó hơi đuối rồi. Các bạn xem chịu khó cái giọng mình nó hơi khàn tí á. Hơi khàn rồi đó. Chán sống không mày. Con gấu này của mình mà khi tăng tốc lên thì quánh cũng được 2 triệu mấy. Để tăng full lên thử coi. Ui, 3 triệu luôn nha các bạn. Tại vì mấy bạn fan đó nó mạnh là đúng rồi. Thôi cho nó về đi. Con gấu bắc cực này nó cũng mạnh nhưng mà có cái nó di chuyển hơi tù á. Nó di chuyển không có phê lắm. Mình cần một con thú bay. Là cái con Bionic T-Rex rồi đi. Để test lại cho mày xem nha. Con này hình như là quánh được 800.000 đam hay sao. Con T-Rex này đi không có tiếng động các bạn. Con T-Rex này đi nó đi im lặng luôn, đi trong im lặng á.
học thử á. Đó, 800 mấy người. Gigan. Ui. Ui, con này là Rim Gigan nhé bạn. Này các bạn xem nào, đây là cái con Rim Gigan Notosaurus nè, level 140. Nhưng mà thường cái con Rim á là nó phải màu xanh đó. Cái màu này nhìn nó không đẹp lắm. Mình chả thích cái con Gigan Rim mà cái màu này. Giết luôn. Phải nó màu xanh đó thì mình bắt. Thôi, mày đi về luôn đi. Chắc mình gọi con rồng ra quá. Gọi con rồng ra cho chúng ta di chuyển cho nó dễ. Đó. Rồi. Cái con rồng này đúng theo như nhiều bạn fan của mình nói á, là mình đã tăng quá cái chỉ số đam đó, nó bị ghi sách đam luôn rồi. Giờ quánh yếu xèo luôn, quánh còn có 140.000 đam à. Ở đây chúng ta có một cái con Gigan nữa rồi. Gigan bị đột biến. Nói chung con đó mình không cũng không khoái lắm. Đam cũng yếu chứ. Đi nha bạn, lượm một vòng coi coi có thú mạnh gì nữa không. Ở đây có một cái con Ogigin T-Rex. Gì đây? Rồi dưới này có một con Ogigin Raptor nữa nè bạn. Và tạm thời mình chưa muốn quánh mấy con này. Ôi ôi, ở đây có Ogigin Sabino nữa nè. Cái gì mà nó spawn ra ghê quá vậy? Mình muốn đi bắt thú cái con nào đam to to tí á. Chứ hiện tại giờ chỉ có con cù không, mà con cù không phê lắm. Ôi gì đây, gì đây, gì đây? Một con Indominus Red Rim Alpha nha bạn. Mấy con này boss rồi, không thể tem được. Sao không có con thú nào xịn sò ở đây gì ta? Gigan. Một con Gigan tàng hình level 135. Các bạn muốn bắt cái con này không? Con này chỉ số đam có 11 thôi. Con Game T-Rex này thì chỉ số đam 18. Được rồi, mình cũng muốn bắt thử coi mấy con này nó như thế nào á. Coi coi đam nó to không. Đi vô khác, đi vô khác. Giang xong, giang xong, giang xong. Con này có chiêu quánh bị chối chân nữa nha bạn. Đéo. Kẹt. Nó muốn bỏ chạy á nhưng mà nó bị kẹt. Tem luôn. Thịt thường vẫn tem được mấy con này ha. Nói chung cũng khá dễ bắt các bạn. Quá dễ bắt. Rồi,
cho nó di chuyển về trước nhà đi. À đâu, rồng bị già luôn rồi. Ở đây có một con Rimland nếu bạn. Rimland. Gặp con Bionic ghi Rudian Red nữa nè. Con Gigant coi gấp tiền này thì không tem được. Oririn Aretavik. Ôi trời. Ui. Nó sẽ bỏ ra hai con Mera Dragon luôn các bạn. Không biết giết cái con đó rồi chúng ta được cái gì không ta? Rồi ngon các bạn ơi. Bên đây mình gặp một cái con Alpha Indominus Red. Alpha Indominus Red. Indominus Red đó. Mình để giảm tiếng nhạc lại. Mình sợ mấy cái nhạc con boss đó nó bị bản quyền á. Gì đây? Bay là đây. $30,000. Có một con Indominus Red nè, mà level 85 thôi. Dưới này cũng Alpha Indominus Red luôn nha các bạn. Hai con ở dưới này á thì nó trong mod Remo. Như là trong mod Remo á thì chúng ta giết nó là sẽ có trứng á. Trứng đâu nè. Rồi không có trứng luôn, nó không thể bọt trứng ra luôn. Còn nó có cấp 85 mà. Để nó tàn hình. Cấp 85. Cậy. Em đỡ đi nha bạn, 85 hơi cùi. Nhưng mà con này Indominus Red đó được cái nó tàn hình đó, nó cạp là đam lên nhân lên 10 á. Thì mình thấy cũng ok. Gồng chán sống rồi gồng. Rồi ánh sụp rồi. À con này nó ăn bằng cái thịt đùi rim. Một cái đùi. Ok. Hiểm quá. Rồi mình cho nó di chuyển về trước nhà luôn nha bạn. Một chút xíu nữa đi. Giờ luyện cấp sau. Ráo một vòng thôi coi còn con nào xịn sò hơn nữa. Ở đây chúng ta có một cái con Tet T-Rex nào level 162 nhưng mà máu các bạn xem kìa, nó 6.4k máu à, giết nó luôn nha. Một lát nữa đi mình sẽ quay lại mình tiêu diệt hai cái con đó sau, hai con rồng. Đây có con rồng. Và
lên. Ôi, ngon ngon. Ở đây mình bắt được một cái con mình thấy được một con Edomred level 130 nữa nè các bạn ơi. 130 cũng được. Quá trời nhiều thú á. Thú spawn ra quá trời nhiều luôn. Mình ghét. Ây da, ây da. Ôi. Con này là con Bionic Gigant nè các bạn. Bionic Gigant mà các bạn xem cái màu nó đẹp ghê ha. Cái màu nó đẹp thật sự, đẹp hơn so với mấy con chiến đấu mình bắt á. Giết luôn đi, rồi sau mình sẽ bắt cái con Indominus Red 130. Được element hụt. Trời ơi, gắn xẻo mày. Tôi bò con này khá thấp đấy mày. Xỉu em. Chạy nhanh thấy sợ luôn. Anh chạy nhanh thấy sợ thật sự. Ây da, ây da, ây da, cái gì đây? Cái vụ gì vậy? Ây da, con quỷ Sabino phải nồi. Mình hơi ý y nha bạn. Trời ơi. Ở đó có một cái con Firoz nữa. Báo không. Hơi ý y tí. Không được. Nói chung là chơi game mà không nên ý y các bạn. Mình ý y là do mình chạy nhanh đó. Nhưng mà mình có bộ giáp Origin đó, không có bị mấy con kia tấn công. Nhưng mà ở đâu tự nhiên xuất hiện cái con Firoz. Đấy, không nên chủ quan nha bạn nào. Mình nghĩ là mình có bộ giáp Origin này, nói chung là giáp cũng cao á. Nên hơi ý y tí. Cũng may. Không, chơi gì chơi với mình nhanh tay lắm bạn ơi. Đặt bàn tele sẵn. Chết một cái là qua đồ xác hết. Đâu. Cắn đầu, cắn đầu, cắn đầu, cắn đầu. Ây da. Trời đất ơi, lại tới cái ngày này nữa bạn. Con quỷ của con boss Enforcer đâu vậy? Trời đất ơi. Tới giờ, tới giờ chết rồi. Nó lại giống như mấy tập trước á. Bây giờ nó chết cái là nó chết hoài luôn. Con quỷ Enforcer ở đâu ra vậy? Ê ê ê, mày 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 bỏ tao gì là tao chết nữa. Tao chết chắc nữa. Ê ê, đứng lại đứng lại. Tao làm cho mày. Lại ông hai, ông hai. Đồ một đống. Quá trời nhiều đồ. Bỏ bớt hết mới được.
Chết rồi. Mình bị mắc dấu cái con Enderman Red luôn rồi. Ây da, con Enderman Red đó đâu mà nó chạy mất tiêu luôn các bạn. Mày chạy đâu rồi? À đây nè, đây nè. Thứ gì các bạn, tàn hình đấy chứ, mới ghê chứ. Hên. Dạ, dạ. Má ơi, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Ở đâu ra? Ở đâu ra hả? Ăn hôi nó mới ghê chứ. Lại ăn ké nữa bạn. Em. Rồi, ngon lành. Thôi, 194 nha bạn. Về em ơi. Đi các bạn ơi, mình về mình luyện cấp cho con này cái nha. Đó, luyện cấp xong đây mình sử dụng cái con Indominus Gate này đi đánh boss á. Ở trong cái series game này của mình đó bạn, boss nhiều lắm. Tha hồ cho chúng ta đi đánh á, mấy boss mới mới rồi. Bỏ hết. Rác nhiều bãi. Indo Minus Red. Con Indominus Red này chắc chắn là đam nó sẽ to các bạn. Cho nó mặc cái giáp vô nó. Hit B. Đây, cho mày đốt hết luôn. Năm trăm mấy chục cấp. Là năm chục mấy, năm trăm mấy chục cấp gì thôi chứ các bạn thấy gì chứ, chỉ số đam á. Mấy ở trong quán game mình nó cũng cân bằng nha các bạn, nó cũng cân đối à. Mọi thứ nó đều cân đối hết á. Chứ không phải là các bạn mà kiểu mà mình bắt được con này là giống như là bá chủ thế giới á, là không phải á. Mọi thứ là mình đã chỉnh chỉ số á, nó cân bằng lại lắm. Rồi 254. Gán bữa nay làm hai tập luôn nha các bạn. Cho các bạn xem cho đã. Nói chung là mình chơi cũng đang gầy. nó chơi game AGK chơi hoài không chán mà nó càng ngày nó càng cuốn á. Nhưng mà mod nó nhiều á. Mình chơi hoài mình cảm giác chơi nó thích thật sự. Bạn nào yêu thích series video mình thì nhớ kéo xuống dành cho mình ít giây like, subscribe để ủng hộ tinh thần làm video mình nha các bạn. Nhưng mà mấy em gầy nói chung là cũng cảm ơn các bạn nhiều nha. Nhờ các bạn mà kênh của mình nó view nó tăng lại á, nó lấy lại được đề xuất á. Cái này nói chung là mình làm về rồi cũng
có động lực để mà làm video các bạn xem á. Nên thấy rồi nhiều bạn anh ghép like ơi, trời ơi gì đợi anh lâu chết mà không chịu ra video. Thế là về mệt mệt chứ vẫn cố gắng làm video các bạn cho các bạn xem cho nó sướng. Rồi tăng lên như lò máu thôi. Đó, chỉnh cái thời tiết ban ngày đi ha, cho các bạn xem cho nó đẹp. Rồi, ok. Con này là gì vậy? Đặt tên cho nó nhưng mà khoan để tách đam thôi. Đấy, các bạn đón thử xem rồi con này cạp được bao nhiêu nhé bạn. Mình đoán là con này chắc cạp được 6.002% ha. Nghĩ chắc nó cạp ít gì cũng 900.000 các bạn. Dĩ trời. Cái gì vậy trời, cái gì mà cạp có 200 mấy gì không trời. Trời đất ơi là trời. Tôi cạp được có 297 các bạn. Gì tôi cứ tưởng nó là nó cạp được 900.000 chứ. Rồi như vậy là khi mà nó tàn hình á thì nó cạp được có 2.900.000 à. Ui sao cái này mày phế thế, full cấp luôn rồi. Ấy trời ơi, ấy trời ơi, siêu phế phẩm. Ai gì rồi sao mà lại cái con cù đấy, trời đất ơi. Thôi tao chả muốn đi bích lộn luôn. Vì sao cạp lại mấy con Origin các bạn đúng không? Bánh 2 triệu mấy à? À 200 mấy chục ngàn còn thua cái con Dodo hết. Tàn hình thì cạp được 2 triệu mấy. Lẽ ra là phải quánh một phát 10 mấy triệu nó mới phê. Thôi siêu phế phẩm. Về luôn đi. Không tin được luôn á. Ý là con này đã là 130 rồi đó mà các bạn thấy nó yếu. Thấy chưa? Thú của mình nói gì nói chứ thực ra nó cũng chỉ số nó được cân bằng lại các bạn. Nó đâu mạnh lắm đâu, mặc dù lên 500 cấp thấy không? 500 cấp mà nó cũng bình thường. 200 mấy chục ngàn. Mình gán kiếm cái con khác mới nè. Rồi. Có 9 con gì nữa rồi. Đó, trứng Spino luôn nhá. Rồi, trứng Spino này là trứng này là up được nha bạn. Rồi, kèm level nó nè, 355 level. Rồi, đi đi qua hướng khác. Thay đổi phong thủy. Kiếm được cái con Rim Indominus Red á thì nó còn khác chứ alpha này là không xi nhê. Gì đây, sao mình dám lại mình cạp con này rồi. Chắc lấy không? Lấy con cù ra chơi thử quá rồi. Có nhạc. Có nhạc, có nhạc, có. Nhạc nghe cũng khá là hoành tráng. Con nào ngon ăn đâu. Đây. Bé cù nói chung là ngon nhất nha bạn. Hai con một lúc. Mình giảm cái tiếng nhạc xuống tí đây. Xuống đây cô. Cùng tên. À, thấy giờ thấy giờ thấy giờ xuống 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 chơi nào chơi nào.
Vậy mà nó không xuống tấn công mình nè. Coi cái cục. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Boss gì đâu gặp mình đứng im gu vậy đó. Đâu, các bạn thấy chưa? Quánh chán ghê luôn á. Các bạn biết tại sao tôi phải chạy không? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mình chạy là tại vì con này quánh không có phê lắm. Về đi. Trước nhà. Để gọi cái con Gigan nghe thử. Rồi lộn con à. Đó, phải con này luôn. Đó, 900 mấy chục ngàn con này quánh lộn luôn, còn ngon hơn con nãy nữa. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ôi, ôi dồi ôi, dồi ôi, dồi nó cắn mình. Nó cắn mình một lần 1,5 triệu đam các bạn. Ái cành nồi à. Biết giết hai con này nó có cho được cái gì không mà đau phải chứ. Cắn nó bị giảm đam nó cắn nó được 400 mấy chục ngàn. Cho mình một đống đồ luôn nha các bạn. Đây. Để mình chỉnh cái âm thanh lên lớn lớn tí đi. Đừng giết. Giết nó rồi cái nó có cái nó có cái tiếng nhạc rồi chiến thắng các bạn. Cái tiếng nhạc đó là tiếng nhạc end game. Lão.
Với cái con này cái nó cho mình được mấy cái yên các bạn. Darong Viven cho mình mấy yên với mấy bộ đồ. Coi thử nào. Với mấy cái viên ngọc này nữa nè. À, mấy cái viên ngọc này là sử dụng để mà sau này chúng ta triệu hồi mấy con boss đó. Ủa lắc hay sao vậy ta? Mấy cái đồ này mình mặc không được không? Phải. Không mặc được. Có tay. Đảo qua bên cái khu bên đây thử. Ghét. Sao quần cái khu bên đây. Không lẽ trong tập này mình không bắt được con gì nó xịn sò hơn sao ta? Con Indominus Rex thấy nó phế quá đúng không mày? Phế phái nồi. Map này thì gọc. Gọc thật sự luôn. Không spawn con gì đó xịn sò cho mình bắt cái. À, game nè. Game Gigan nha bạn. Rồi gặp con Bayonet T-Rex nè. Spawn nó hơi bị nhiều. Game Gigan mà level 130 à. Gan thì Grim thì nó cũng sánh ngang với cái con Indominus Rex thôi. Nó không bắt luôn. Để coi đảo một vòng thôi còn con nào xịn sò hơn nữa. Về nhà luôn. Gì đây? Ogigin Aletabit. Thấy con nào như vậy ta. Ê, lại gặp mày nữa. Tao không muốn chơi với mày. Nhớ con này các bạn. Godzilla. Chơi luôn. Indominus Red. Ủa con này là Dodo Red. Dominus chứ. Mình nói nhầm. Khu này là khu gì đây? Rừng nguyên sinh nè. Trong này là khu rừng nguyên sinh đó bạn. Boss Manticore 43 triệu. Một con Manticore boss nữa nha các bạn. The Mera Manticore. Trong này mình nghĩ là chắc không có boss gì. Đây chắc không có boss gì. Ui. Ui à. Trời ơi, trời, 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 các bạn ơi, xem này. The World Boss. Ôi giời, bây giờ. Trời ơi, tối tăm luôn, tối tăm mù mịt luôn các bạn. Ghê không, ghê không. Con này là The World Boss nha các bạn, T-Rex. Boss của thế giới luôn á. 120 triệu. Sợ chưa?
lại đi. The World Boss. Đó, mình lưu các bạn tay lan lại đây. Giờ nào mình có thú nào mạnh mạnh xịn xịn cái mình quay qua mình tiêu diệt con đó nha. Ôi ôi. Các bạn xem mà. Ui đẹp quá nha. Đẹp phải chữ mấy con cá ngựa nè, các bạn xem đẹp phải chữ. Màu mè các kiểu. Thôi chắc một hồi chỉ cờ gát game quá. Thú gì đâu mà nó spawn ra nhiều phái linh hồn. Thôi chỗ này chắc hồi chắc mình nghĩ chắc cờ gát em. Gắn nữa nè. Ôi nhưng mà quan trọng hiện tại giờ mình chưa có con nào thực sự là mạnh cơ. Indominus Red nữa nè bạn ơi, Indominus Red nữa. Có tiêu rồi. 90. Kiểu này chắc qua bên núi băng quá bạn ơi. Tập sau tập này mình lượn vòng vòng khu này á, tập sau chắc qua bên núi băng quá. Inferno Red. Pha mấy cái con này thì không biết mạnh không nữa, lâu quá rồi mình không bắt mấy con này. Đánh mình có 2000 mấy. Đây gì đây? God Vivant. Rồi 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 lỡ giết luôn rồi. Trời đất ơi, lỡ giết con God Vivant luôn rồi. Ui ổn quá. Lỡ giết con God Vivant rồi. Xíu em ơi. Dạ thằng người đó. Cá này đâu ra trời. Hết đạn luôn. Con này như là ở nhà mình chưa có nha bạn. Không cần yên luôn. Đấy, về luôn đi. Còn lát nữa mình luyện cấp cho nó xong.
Hy vọng là nó có thể là chiến đấu được với boss đó. Mai lượng vòng vòng nãy giờ mà không gặp con gì xịn xò. Oh my god, cái gì nè các bạn? Bionic Siren Head. Siren Head người ngoài hành tinh à? Final. Người ngoài hành tinh. Phải chưa? Ui là đây 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 đây. Ê, 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 cái gì đây? Gì vậy? Trời ơi, phát ra gì còi cảnh báo nữa các bạn. Phải coi cửa em mà. Quay qua đây tao chụp hình cái coi. Có chịu 6 máu à. Mình chụp hình nó cái, mình xử nó luôn các bạn. Qua đây đừng lên tivi nè bồ. Ây da, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Cúp mà thôi nó. Con này không tem được. Phải à, các bạn xem cái mông đó nè. Rồi mày chết rồi thôi, đây còn bị kẹt trong này. Game ghét rồi, game ARK này ghét mình. Không biết đây có phải là game ARK mà thường ngày tôi chơi không nữa. Inferno. Phải thật sự. Không chặt xác nó được nha mày. Rồi nó cho mình mấy cái lá cờ gì rồi. À, được mấy cái lá cờ rồi nè. Ôi trời, lá cờ gì bự dữ vậy. Giết con đó được hai cái lá cờ, để một lát về mình treo thử cho bạn xem nha. Rồi, để về treo hai lá cờ thì sẵn cái mình chế kiên cho cái con Giga tàng hình kia test thử luôn nha bạn. Để coi mức mạnh tới mức độ nào. Bắt bắt được con nào chúng ta test con đó đi ha. Ôi ôi thú cục cái này. Nói chứ chỉ có được cái con gồng của mình Infernal này là ngon các bạn, nhưng mà hiện tại giờ nó lại bị reset điểm rồi. Chắc mình phải chế cái lọ reset đó để mà reset điểm của nó lại. Còn đây cái người dồn một cục ở đây. Đấy, gánh gỏi chắc mình sắp xếp đội hình lại mới được. Rồi con gắn này. À, không. Cứ để đi nào Chucker cho con này nó ăn nhé. Rồi, okay. Wow.
trời cục ở đó. Thì trước mình nhớ nó mạnh lắm rồi, không biết sao mà bây giờ nó yếu phải. Anh này hit B. Ôi cái bình này uống nó lên kinh nghiệm thấy ghê ghê. Đam cho con Dodoret được luôn. Rồi, con này là mình thấy chắc nó yếu rồi bạn ơi. Rồi, mình đón con này chắc đánh được 300-400 ngàn. Trời ơi, 152 ngàn, 152 ngàn đó ơi. Yếu dữ vậy ông ơi. À, 152 ngàn. Nhưng mà được cái là con này nó có chiêu cung liên tục nha các bạn. Có chiêu cung liên tục. Nói chung cũng được. Chắc chắn là không mạnh bằng con cù rồi. Rồi thôi thôi thôi, xong rồi. Tăng đam mà lên kiểu này thì thôi xong rồi nhá. Hit bay. Hết bì luôn rồi mà. Nhưng mà này các bạn xem nè, tăng đam mà nó lên có kiểu mà một vài chục phần trăm đánh đấm cái gì sao kẹt ở đây luôn giờ. Cái gì vậy? Trời đất ơi là trời. Cái gì đấy? Nó cạp một cái chết luôn à. Alpha Enderman Red level 150. 150 cũng hơi bị mạnh đấy bạn. Cạp một cái chết luôn. Phải. Chưa test được con con gigan của mình đó. Rồi.
ơi, chết chết chết. Mày. Chết 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 chết. Từ 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 từ. Gì vậy? Sao tự nhiên con Gigant của mình nó lại tấn công mình các bạn, tôi không hiểu nổi. Cái gì vậy ông hai? Bởi vì hàng chi hồi nãy tự nhiên mình xỉu ngang á. Cái con nhìn mình đó cơ. Sao tự nhiên nó tấn công mình? Quái game thật sự. Ai, nhưng mà tập này vẫn chưa tìm được con gì mạnh để thay thế được cái con cù của bạn. Và vẫn phải sử dụng con này bắt được mấy con nhưng mà con nào cũng yếu cơ. Làm gì mà mày cắn tao vậy? Ồ, các bạn xem đám lên rồi vãi game. Mấy cái máu hồi nãy chết rồi, mấy cái máu hồi nãy bỏ trong cái con kia rồi, bỏ trong cái con Dodo Red luôn rồi, mình nhớ có lấy lại mà thôi. Một con gấu này nữa nè các bạn ơi, cái con gấu Fit Panda này nữa nè. Có con 5.000 mấy. Fit Panda 145. Nói chung là con Gigant này chắc chết vừa. Sống không nổi, mình nghĩ con Gigant này sống không nổi đâu. Tèo. Đàm cắn được cái 5.000 mấy là chết là phải rồi. Còn ném mình đây. Ok, thôi về nha bạn. Thôi mình tạm dừng video này nha bạn. Đuối quá, nghỉ xíu đi rồi mình làm tiếp một tập nữa cho các bạn xem nhá. Các bạn yêu thích series video mình thì nhớ kéo xuống cài like cài sub giúp mình nha các bạn. Mình nghỉ tí rồi vô làm thêm một tập nữa cho các bạn xem. Chắc là trong cái tập sau mình sẽ đi qua bên cái khu băng á, rảo một vòng nữa coi coi nó ra cái con gì đó xịn sò hơn không á. Chứ nguyên một tập này là bắt thú thì nhiều con có thể bắt lắm á, nhưng mà mình cảm giác mấy con kia không có con nào kiểu mà sức mạnh nó mạnh á. Ý là Indominus Red là thuộc dạng là cũng chùm á, nhưng mà mình bắt rồi nãy test cho bạn xem đúng không, cắn được có 290.000 à. Hay thua cái con gì nè Bionic Gigant, cái tèo thật sự thua con gồng này nữa. Con gồng này một lát nữa mình chế cái lò tẩy điểm á, xong mình tẩy lại cho nó mạnh lên lại hơn. Nên mấy cái tập trước là mình tăng nó dư điểm á, bây giờ cái điểm đam nó bị reset rồi, quánh còn có 140.000. Lát nữa mình reset điểm nó lại rồi tăng lại nó mạnh lên. Thôi mình nghỉ xíu rồi làm tiếp cho các bạn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Mệt quá. Quay video đúng là mệt thật sự, khàn tiếng luôn rồi.